Thần Đồng Đất Việt Khoa Học tập 6364 Thế Dục Hại Thần. Chả hiểu nổi thằng tí, trời mới về chiều bóng như điên mà rủ chạy bộ, còn sáng sớm mát mẻ lại không thích chạy, ngược đời không chứ. Tí bảo chạy bộ lúc này mới là đúng giấc đấy. Hừ, người ta ai nấy đều thích tập thể dục vào sáng sớm, có người còn chạy bộ 1-2 giờ khuya nữa kìa. Không khí buổi sáng trong lành mới là đúng sách chứ. Bộ điên sao mà đi tập thể dục lúc 1-2 giờ khuya thế, không sợ trúng gió à? Hi hi, không nên thức khuya tập thể dục vì dễ bị cảm hàn gió độc lắm. Có điều mèo bảo là phải tập thể dục lúc sáng sớm cũng là có lý do đó, thấy chưa? Vì qua một đêm dài, ai cũng thấy không khí mát mẻ trong lành, nghe rõ chưa? Nhưng sự thật thì không phải vậy. Sao thế? Lúc nãy bảo đúng, giờ lại nói không phải là sao? Chuyện này thật ra rất đơn giản. Mọi người có để ý thấy khi trời nóng, quét nhà sẽ bụi mù mịt không? Còn lúc trời lạnh ướt, rất khó nhìn thấy bụi. Ban đêm hơi nóng giảm đi, làm cho mặt đất trở nên mát lạnh. Hơi lạnh làm ẩm các hạt bụi, làm chúng trở nên nặng nề, chỉ đủ sức bay là lạ sát mặt đất. Ban ngày ánh sáng mặt trời làm cho hơi lạnh tan biến, mặt đất ấm lên, hun khô các hạt bụi, khiến cho bụi nhẹ hẳn lên, dễ dàng bay lên cao, phát tán vào không khí. Cũng như các nhà hát thường mở máy lạnh hết cỡ lạnh cống, có phun khói minh họa cho vỡ tuồng, khói bị hơi lạnh đè xuống nên bay lạ lạ như dòng suối thơ mộng. Lỡ hôm nào bị lỗ vốn, nhà hát tắt máy lạnh, không khí nóng hầm hập làm cho khói minh họa bay tá lả, y như ta gom lá khô đốt trừ muỗi ấy. Ha ha, tức cười quá, mà bụi bay lung tung thế này ngột ngạt chết đi. Đừng lo, ta đâu có ở trên trời mà sợ bị ngạt bụi chứ. Còn nếu chúng cứ ở dưới chân ta mới dễ làm ta bị ngạt đó. Nên ta tập thể dục vào ban ngày là hay nhất, vì lúc đó bụi bặm bay hết đi. Còn dậy quá sớm tập thể dục chưa hẳn là tốt, vì hơi lạnh vẫn làm cho bụi bặm tụ lại trên đất. Vậy sao không khí sớm lại trong lạnh? Ai bảo trong lạnh? Khi ta ngủ, không khí trong phòng không được lưu thông làm ta cảm thấy ngột ngạt, nên sáng dậy ra ngoài ta có cảm giác không khí trong lạnh. À ha, cứ tập thể dục khoảng từ 4 giờ chiều trở đi là lý tưởng nhất nhà, giờ thiên thời tiện lợi đấy. Tí, đừng chạy nữa, đến gặp mẹ tao gấp có chuyện đó. Nó nè mẹ. Trời, chuyện gì nghiêm trọng thế? Tí có thiếu tiền cơm bà Tám không? Bà định lên kinh thành mua hàng, nhưng giờ đang lu bu quá, phải kèo dần béo đi thầy. Chà, giỏi vậy sao? Nhưng nó vốn là đồ đại ngốc nên bà nhờ tí đi theo trong chừng. Bà Tám yên tâm, ba đứa con sẽ thay nhau trong chừng dần ạ. Ai khiến? Mình thằng tí đi đủ rồi, bọn bay kéo theo cả đám cho ta tốn tiền xe à? Thằng tí mau về nhà xin phép mẹ, rồi đem hành lý sang đây ngủ, mai đi sớm. Vâng ạ. Hừ, thêm có hai người cũng không được nữa. Không biết chừng nào tụi nó về cả, rồi có mua quà cho hai đứa mình không đây? Bớ ba hồn chiếm vía thằng tí, về nhà với mẹ mau lên. Tiếng ai kêu thằng tí thì phải, nó chưa về gọi làm gì thế? Mà sao lại gọi ba hồn chiếm vía nhỉ? Hả? Đó là cách gọi hồn người sắp chết đấy. Bớ ba hồn chiếm vía thằng tí, thôi xuống đi, nó tỉnh lại rồi. Tí ơi, con nhận ra mẹ không? Vô lấy bát hương đem về, chắc không cần dùng nữa đâu. Sao vậy? Khi đi khỏe mạnh, khi về chết nhanh vậy? Đâu có, tí còn thở kìa. Nói màu, thằng tí bị gì thế? Tao đâu có biết. Nó vẫn đi giao dịch mua bán bình thường, có thấy gì bất thường đâu. Thậm chí nó còn chạy bộ thể dục mỗi ngày nữa kìa. Con ơi, con chạy kiểu gì để nổi suýt chết thế này? Hay là nó chạy thuộc lùi nên bị tẩu hỏa nhập ma? À, biết tại sao rồi. Trên kinh thành dạo này nhét nhát lắm, đường phố hỗn loạn, ồn ào, bụi bặm bay mù tịt. Vậy mà ngày nào nó cũng chạy bộ khắp cả kinh thành, đến nỗi khi về đến khách sạn, người ngợi lúc nào cũng đang nhém bụi khói. Ngày cuối cùng nó chạy về, lằn quay trước cửa phòng, miệng phà ra đầy khói khét lẹt. Tội nghiệp con tôi đã bị ô nhiễm khí độc rồi. Tính lại đi con, đừng làm mẹ sợ. Hu hu hu. Mà sao tí bị ô nhiễm còn dần lại không? Vì nó ở riết trong khách sạn ăn với ngủ, có ra đường đâu mà bị ô nhiễm. Hít. À, tí tỉnh lại rồi. Tí chạy bộ đúng giờ chứ? Đúng mà, cứ sau 4 giờ chiều là tí chạy. Ủa, giờ đó bụi bặm đã bay hết rồi mà. Không dám đâu, giờ đó thiên hạ đi làm về, xe cộ đông đúc, khói bụi mù trời. Vậy mà cũng đâm đầu ra chạy để bị ô nhiễm ra nông nỗi này. Hít. Cái giờ thiên thời tiện lợi cho việc tập thể dục chứ được áp dụng ở những nơi trong lành như làng ta, chứ còn ở kinh thành để áp dụng. Như tí nè, chỉ tổ đức hòa vào thân thôi. Hát xì.
Thí nghiệm ngớ ngẩn. Mẹ kỳ ghê, đám người giúp việc ở đây nhà mà không bắt họ làm, lại bắt mình còng lưng quét dọn, làm sao đi chơi đây? Hứ, cái thứ rác rưởi bụi bặm bẩn thỉu, ta ghét tụi bay quá đi à. Ơ, hình như là tí sữa mẹo. Thằng béo kia làm cái gì thế hả? Tao ỏi quá rồi, quét đi quét lại, mãi mãi là rác bụi mãi đầy nhà. Mà mẹ cứ tưởng giận lười biếng làm việc nên cứ đi theo làm mắng hoài. Tại giận nôn nóng đấy thôi, chứ quét nhà đâu có khó. Muốn cho bớt bụi, ta lấy nước vẩy nhẹ lên sàn nhà cho ẩm ướt một chút. Sau đó ta lấy chổi quét cho đều tay, nhẹ nhàng. Đã đến đây trời lại còn bắt quét nhà. Này cầm chổi đi chứ, nhớ nhà, phải quét đều tay, nhẹ nhàng. Thấy chưa, bụi không bay được, lại sạch sẽ nữa. Chà, đúng là con gái khéo tay, giỏi giang quá. Chớ sao, nếu không giỏi giang thì sau này lớn lên, lấy gì mà ăn? Đừng lo, nếu không có việc làm cứ sang quán giận, quét rác kiếm tiền, suốt đời không sợ bị chết đói. Ha ha ha. Đồ vô duyên, người ta giúp cho còn chọc ghẹo nữa à? Chết, dần lỡ miệng, dần xin lỗi. Hừ, xin lỗi không, mà được sao? Hay là vậy, để cảm ơn các bạn đã giúp đỡ, dần sẽ chiêu đãi mọi người một món tuyệt ngon, đó là nước trà đá. Cái gì, chỉ là nước trà đá thôi sao? Sửa đâu có biết. Thôi kệ, có còn hơn không mà. Trà đá đây, đá sạch đàng hoàng nha. Còn khăn lạnh, ba người dùng chung một cái nhé. Dạo này mệt quá, cứ phải quét nhà liên tục, phải dùng trước nha. Thôi thôi cảm ơn, vì quán ăn này to quá, bụi bặm rắc rến nhiều quá, quét dọn hồi cực quá. Thôi nào, đừng có căng thẳng quá. Hê, giá như trên trái đất này sạch bóng, không chút bụi bặm thì sướng biết mấy. Dần sẽ không còn bị xài quét nhà, lau nhà, rửa dọn, lại không phải tắm giặt quanh năm làm gì cho mệt. Sửu coi, dần nó lừa ghê chưa. Còn sửu thì nghĩ khác, nếu rác rác này không có bụi, vạn vật sẽ trở nên tinh khiết trong lành, cơ thể ta sẽ khỏe mạnh, không còn bệnh tật. Lúc ấy, sửu tha hồ diện quần áo thời trang đi chơi. Thời trang gì kinh dị quá, vậy là hạnh phúc lắm rồi, đúng không? Nói về bụi bặm thì đúng là chả ai thích cả. Nhưng có một điều ít ai biết, bụi bặm cũng góp phần làm thế giới chúng ta đẹp lên đấy. Tí nói vậy là sao? Tí này điên rồi, ai cũng sợ bụi muốn chết, mà nó lại khen. Chắc dạo này nó học nhiều quá đâm ra lẩn thẩn đấy. Là vậy, khi mặt trời mọc, các hạt bụi gây tán xạ tia nắng nên ta thấy ánh bình minh rực rỡ sắc màu. Rồi hoàng hôn đến, mặt trời đã lặn mất mà vẫn còn lại quần màu đỏ tím cuối chân trời, đó là do bụi khúc xạ ánh sáng đấy. Như vậy không những những hạt bụi lơ lửng trong không trung đã làm cho cảnh bình minh và hoàng hôn trở nên đẹp đẽ hơn, thơ mộng hơn. Ý trời mưa kìa. Đó, mưa và sương mù cũng có phần của bụi tạo ra đó. Trời ơi, cái chuyện bụi làm đẹp nghe đã khó tin rồi, lại thêm chuyện bụi tạo ra mưa nữa à? Ủa, bộ mẹ không biết rằng hơi ẩm trên không gặp bụi sẽ bao quanh chúng, tích tụ dần đến lúc đủ nặng, rơi xuống thành mưa, mát ơi là mát. Nước mưa nhờ có bụi làm hạt nhân mới có thể hình thành đấy chứ. Hôm qua sửu thức trắng đêm để suy nghĩ những lời tí nói, thấy đúng quá. Nhưng mà bụi bặm chỉ có ích cho ta đến chừng đó thôi, còn việc chúng gây phiền phức cho ta thì nhiều gấp mấy lần. Đồ đen con bẩn thỉu, đứng lại cho ta. Ha ha, bắt được rồi nha. Trời, bà Tám sao lại? Không phải việc của mày, biến. Ái chết, bà Tám bắt dần thế này người ta lại bảo là ác mẫu đấy. À ha, ta quên. Sao mình mấy giờ bẩn thế? Là do nó tự làm đó. Bỗng dưng sáng nay nó xúc đất đem đổ đầy quán, rồi dám đạp lên tân mừng y như con khỉ mất phòng, khiến cho bụi bay mù mịt cả quán ăn, gớm không cơ chứ. Chết, làm thế còn ai dám vào quán ăn cơm nữa. Đấy, cái sửu xem vậy mà khôn. Khai mau, đứa nào cả gan xúi dục mày. À, tại thằng Tí mà. Hù hù, nó bảo là hơi ẩm gì đó hút hết bụi để tạo ra hơi mát, nên con làm một thí nghiệm nho nhỏ là lấy đất tạo ra bụi. Như vậy quán ta sẽ mát mẻ, khỏi cần xài quạt máy tốn tiền điện bà mẹ. Ôi giời ơi là giời, con ơi là con, sao mày ngốc thế? Ôi, con chỉ kể chuyện thôi chứ đâu có xúi dục dần béo. Con đâu ngờ nó bày ra cái thí nghiệm ngớ ngẩn này. Oan cho con quá bà Tám ơi. Giấc mộng giàu sang. Ráng đi chợ sớm như vậy mới mua được thức ăn tươi ngon. Ý, ai mà đẹp thế? Tướng mạo sang trọng, phong thái dịu dàng, đúng là người quý phái. Quà, mình thích cây trầm cài tóc của chị ấy quá. Ôi, chị Tiểu Thư ơi, rớt cây trầm cài tóc rồi nè. Tiểu Thư. Tội nghiệp, đẹp thế mà bị lãng tài. Hả, hình như là vàng. À, bắt quả tang cô bé có ý đồ xấu nhé. Chú là ai? Sao lại nói thế hả?
là người qua đường thấy một cô bé nhặt được vàng trời nhưng không đem trả, có ý giữ lại cho mình. Đâu có, cháu chỉ xem một lát thôi rồi tìm chủ nhân trả lại mà. Ha ha, là ta nói thế thôi, chứ ta trong mặt cô bé có vẻ thật thà. Cứ giữ lấy, vàng sẽ đem lại nhiều may mắn cho cô bé đấy. Ngày xưa ta cũng nhặt vàng trời nên giàu sang đến giờ, thật hả chú? Đúng ra ta cũng nhìn thấy chiếc trăm vàng, nhưng thấy cô bé là con gái có nhu cầu trưng diện nên ta nhường. Ta chỉ đề nghị cô bé có gì đó trao lại, xem như chúng ta cũng hưởng cái lộc của vàng ý mà. Cha bảo mình mỗi ngày phải ăn nhiều trứng vịt lộn, vì nếu ta ngu ngốc ăn vào sẽ lộn lại, trở thành người thông thái giỏi giang. Mèo ơi, có nhà không? Tiến sửu, sao biết mèo đang ăn trứng vịt lộn mà đến vậy? Có ngày ra đây. Hả? Sửu đi đâu mà trông lạ thế? Cái thằng này, sửu đến nhà sàn sửa soạn một chút thì có gì lạ? Chà, xinh quá, y như tiểu thư, mời vào. Ồ, cây trăm đẹp thật, sửu lượm đâu ra? Ấy chết, ý mèo là sửu mua ở tiệm kim hoàn nào ấy mà. Hình như là bằng vàng nguyên chất đó. Mèo chắc không? Chắc mà, loại 24 carat mà. Loại 24 carat là sao? Carat là đơn vị đo độ túi của vàng đó. Vì vàng trang sức thường được pha thêm hợp kim để tạo độ cứng mà. Sửu để ý nhé, vàng có khắc chữ 24K là vàng nguyên chất, có ít nhất 999/1000 vàng. Còn vàng 18K chỉ có 18 phần vàng pha vào 6 phần kim loại hợp kim rồi. Vàng 14K tệ hơn vì nó chỉ có 14 phần vàng bị pha vào đến 10 phần hợp kim lận. Cây trăm này vàng rực, vàng chóe, vàng khè, bảo đảm là vàng nguyên chất đấy. Trời, mèo nói thật hả? Hờ, vì mèo hay đi theo các má mua vàng nên mèo rành lắm. Ha ha, thích quá, sửu giàu to rồi. Nhưng sửu lấy tiền đâu mà mua vàng thế? Còn hỏi, chắc sửu nuôi heo đất mấy năm nay, giờ mới đập heo mua sắm chứ gì? Không đâu, chỉ là số hên thôi. Xù xì xù xì. Vậy sao? Cơ duyên gặp vàng đấy, may mắn lắm đó. Rồi sửu phải đưa lại tiền chợ cho chú ấy. Cho nên sửu đến đây trước là khoe cây trăm, sau đó thì mượn mèo ít tiền để đi chợ ấy mà. Chả lẽ sửu không còn một đồng nào à? Bây giờ là thế, mai mốt sửu giàu lên sẽ trả lại cho mèo mà, được chưa? Nghi ngờ quá. Tất cả sàn nhà tí mau lên. Cho tí mượn cây trăm một tí. Hả? Tí mượn trăm làm gì? Trăm gì mà nặng như gươm báo thế, mang vào không sợ bị gãy cổ à? Xèo. Á. À. Tí rưới nước gì lên mà nó chảy ra hết vậy? Tiêu trăm vàng của sửu rồi kìa. Mau tháo khẩu trang ra đi chứ. Đây là hàng dỗm bằng sắt đấy. Vô lý, cây trăm vàng sang trọng lộng lẫy thế mà bằng sắt à? Phải đó, mèo còn bảo là vàng 24 carat mà. Chẳng qua là nó được xì mạ lên một lớp vàng như thật. Đen thui rồi kìa. Sự thật là như vậy, đây là axit nitric, là chất oxy hóa rất mạnh, có thể ăn mòn tất cả kim loại. Ví dụ nhé, ta đổ axit nitric lên một cây đinh sắt, tức thì cây đinh đó bị ăn mòn và tan chảy ngay. Nhưng nếu đổ axit lên vàng thì vàng vẫn trơ trơ, không bị hủy hoại gì cả. Cây trăm cài bằng sắt nên bị axit thủ tiêu, chứ nó là vàng thì đâu có chuyện gì xảy ra. Hay quá, sao vàng không bị axit hủy hoại vậy? Đó, vàng quý là ở đặc điểm đó. Vàng luôn bền vững, không bao giờ bị gỉ xét, không bị các loại hóa chất xâm hại, nên cả thế giới ai ai cũng mê vàng cả. He he, không mê vàng thì mê gì nào? Mà sao cô tiểu thư sang trọng của sửu lại mang đồ giá cả? Sửu đâu có biết. Thôi chết, vậy là sửu bị lừa rồi. Bọn xấu cấu kết nhau để một tên giả vờ đánh rơi vàng cho sửu nhặt, rồi lập tức có kẻ chạy đến bảo phải san sẻ. Hắn nói hắn cũng thấy vàng rơi như sửu, yêu cầu sửu chia hai. Nếu sửu muốn giữ lại vàng thì phải đưa hắn tiền hoặc đồng hồ dây chuyền. Đồng hồ dây chuyền sửu không có, chỉ đưa tiền chợ thôi hà. Khờ quá, trò này tuy cũ nhưng rất hiệu nghiệm. Đài Việt thời báo đăng bài cảnh giác hồi đây này. Cũng tại sửu thảm vàng quá thôi. Thôi nha, mèo còn bảo không mê vàng thì mê gì trước kia mà. Ôi giời ơi, tiền chợ búa mất sạch, mộng giàu sang tan tành. Hù hù, sao tôi khổ thế này? Mèo này không giúp sửu giàu sang được thì giúp tiền chợ vậy. Kim cương đại gia. Sao lâu quá chưa thấy công chúa ra vậy? Hẹn hò gì lạ thế không biết. Hừ, công chúa thì phải sinh hoạt khác người thường chứ. Giống như mèo thôi, ham chơi dạy trễ lề mè. Ai mà dạy trễ lề mè vậy? Chào công chúa mạnh khỏe. Miễn lễ, mọi người đã ăn sáng uống trà chưa? Sáng giờ đã ăn uống gì đâu? Thật à, vậy mời các bạn xuống nhà bếp ăn điểm tâm nhé. Tỉ thị theo ta, ta có chuyện riêng muốn nói. Mới gặp đã có chuyện riêng là sao? Đội ăn hỏi,
mắc cơ hội nói chuyện với công chúa rồi đó. Cánh cửa này rồi tí sẽ thấy. Rào, sao toàn là đá sỏi thế, của phụ hoàng ta đấy. Phụ hoàng dọn dẹp kho báu thành lý bán ve chai, ta thấy đá này trông đẹp mắt nên xin về chơi. Sẵn có tí đây xem dùng chúng có phải là ngọc không. Hả? Không phải ngọc mà là kim cương. Cái gì? Kim cương à? Bớ sửu giận lại xem kim cương nè. Công chúa xấu quá hè, bạn bè mà lại giấu nhau. Chia bớt cho bọn này nha, chứ một mình công chúa xài đâu hết. Người đâu, lôi tên này ra chặt tay cho ta. Chặt trước từng ngón, còn lại hai bàn tay chặt sau. Á, đừng đừng mà, hu hu. Công chúa xin đừng làm thế. Cái gì? Tí còn dám xin xỏ cho hắn à? Tại vì mẹo là người rất dễ bị kích động mà. Kích động gì chứ, thấy kim cương là nhảy vô chụp liền hà. Và bóng công chúa, hắn sợ đến vãi ra ngồi rồi, không còn nguy hiểm nữa đâu ạ. Làm vậy để hắn hết đi lung tung quậy phá, có gì mà tí phải buồn. À, mà sao tí biết đây là kim cương? Thì tại vì kim cương là khoáng chất quý giá nhất trong tự nhiên, chúng có độ rắn cao, được hình thành trên lớp dưới lớp vỏ trái đất. Nè, ngươi đang tụng kinh đó hả? Cứ rà rã đều đều nghe buồn ngủ quá. Dưới nhiệt độ và áp suất cực cao, các phân tử carbon liên kết trực tiếp với nhau theo hình khối tạo ra tinh thể kim cương. Ngươi là trạng tí hay là robot thế? Tại tí buồn đang buồn. Giải phạm nhân xuống nhà bếp cho ăn tiếp đi. Đa tạ công chúa. Sao, tí vừa lòng chưa? Hờ, thế tí nói đến đâu rồi? Đến tạo ra tinh thể kim cương. À vâng, công chúa biết không, kim cương có nhiều màu sắc lắm, xanh nè, vàng nè, hồng nè, nhưng đẹp nhất vẫn là màu trắng, có độ trong suốt cao. Đúng, càng trong suốt, không tì vết thì càng quý giá, công chúa cũng xanh quá nhỉ. Ha ha, người nói thế là coi thường thiên thần công chúa tà quá đó. Nhưng kim cương này vẫn còn dạng tô, chưa cắt mài nên chả đẹp gì cả. Hèn chi phụ hoàng chê xấu, đem cho ta làm đạn ná bắn chim sẻ. Ờ, và vì sao phải cắt mài được thì kim cương mới đẹp lên được? Vì kim cương không hấp thụ ánh sáng mà chúng chỉ phản chiếu ánh sáng, nên ta phải tạo thật nhiều mặt cắt trên kim cương để có được thật nhiều mặt phản chiếu ánh sáng. Lúc ấy kim cương sẽ lấp lánh như sao trên trời. Hay quá, ta sẽ thuê thợ mài số kim cương này rồi gắn đầy vào phòng. Căn phòng của ta sẽ lấp lánh như bầu trời đầy sao. Ha ha ha. Lãng phí quá, công chúa này đem bán lấy tiền làm từ thiện thì hơn. Đúng rồi, vậy phải mở tiệm bán kim cương. Công chúa quả là nhanh nhạy, hì hì. Nhưng tí phải giúp ta một tay đó. 10 tay cũng được. Tí phải bán hết số kim cương này giùm ta. Chuyện nhỏ. Hả, nhiều quá làm sao bán hết? Bán đến đâu hay đến đó. Từ thiện là công việc dài hơi mà. Nhưng tí còn phải về nhà. Về nhà làm ruộng chán chết, ở đây với ta cho sướng hơn. Thế còn mẹ tí? Thì tí cứ gửi tiền về cho mẹ là được chứ gì. Rồi nhà cửa ai chăm sóc? Càng dễ, nhờ các bạn tí đó. Đây rồi, đúng lúc quá, ta muốn thông báo với các bạn. Nò quá, leo cầu thang mệt quá. Từ nay tràng tí sẽ ở đây giúp ta bán kim cương làm từ thiện. Ta trả lương cao cho tí, ta sẽ phong tí một chức quan. Chịu không tí, quan gì lạ thế? Kim cương đại gia của nước Đại Minh ta. Không, tí chỉ muốn làm quan nước Đại Việt thôi. Công chúa đừng mơ nữa hả? Thôi được, nếu ai cũng muốn tí về nhà thì sao nào? Ta sẽ tàu với phụ hoàng, bắt tất cả đầy bán hàng cho ta suốt đời. Tí có bảo chừng nào về không thưa cô hai? Chắc cô phải qua đó phụ nó bán cho xong, Sửu ơi. Hù hù, mẹo, sao quét ngược chổi vậy?